bao nhiêu? 124 cái hông. Ui kìa. Toàn hông 1 chiều. Kìm. Xe chạy trong hông gần 100 km một giờ. Đúng rồi. Ui hông là dài. Vâng. Yeah. Mày làm cái cô tiếp không làm gì hết nhẫn này. Không. Hai cô không đâu có làm cái đâu mà. Ồ, 32 Nhạc Việt Nam. Anh là thích nhạc đền à? Cái này phải đi qua đây phải giới thiệu cho các bác biết là cái khu nào chứ. Thế cũng được. Thế anh cứ quay đi. Giới thiệu đi, thưa các bác nhìn phía trước mặt chúng ta nhìn con tàu ạ, nhìn con tàu đó và những có thể nói là những đàn cá mòi đấy là chính là những chiếc xe hơi ngay trước mặt chúng ta bên cạnh con tàu màu xanh đấy, hàng trăm chiếc xe hơi đang chuẩn bị lên tàu và đi khắp thế giới. Đây là khu cảng Yokkaichi nổi tiếng của 17 xe này tại Aichiken. Chúng ta có thể thấy những cái vùng cảng mênh mông chủ phú của nước Nhật ở đây. Ở đây chúng ta có thể thấy ngành công nghiệp bến cảng giàu có của nước Nhật. Như phơi cá. Vâng. Như là cá mòi người ta xếp nhau cả bên này, tất cả các bên. Xa xa kia là những cái công trình người ta xây dựng ở ven biển luôn. Vâng, những chiếc cầu làm chúng ta liên tưởng đến cầu Bãi Cháy hay là cầu Cần Thơ đúng không ạ? Những cầu rất là đặc trưng. Chúng ta có thể thấy là ngay cả bên tay trái của chúng ta thấy rất là nhiều xe. Vâng. Xe hơi được tập kết vào đây trước khi mà được xuất khẩu. Đi khắp ngoài thật. Vâng. Cái khu vực dân cư mà trải rộng trước mặt chúng ta đấy là thành phố Nagoya, thành phố kiếm được nhiều tiền nhất của nước Nhật. Còn nó dài quá nhỉ. Bên tay trái chúng ta lại một cái cảng biển khác cùng với rất là nhiều xe hơi đã nằm sẵn trên bờ biển rồi. Không biết các bác đây có đã đặt chiếc xe hơi nào chưa? Chúng ta sẽ đặt những chiếc xe hơi nội địa Nhật Bản với cái sự tiết kiệm nhiên liệu
và với đồ bên. Đó là những cái tính năng đặc biệt nổi trội của dòng xe hơi Nhật Bản. Và có thể nói là cái nền công nghiệp hải cảng của Nhật Bản rất là chủ phú và phát triển. Chúng ta nhìn hai bên có thể thấy cái sự thịnh vượng của ngành công nghiệp Nhật Bản. Các bác có biết là Nhật Bản thường lấy tên của gia tộc của mình thì đặt tên cho tên của nhà hàng của mình ạ. Ví dụ Suzuki của dòng họ Suzuki, Honda của dòng họ Honda, Yamaha của dòng họ Yamaha, Mitsubishi của dòng họ Mitsubishi. Thế Toyota của dòng họ nào? Toyota của dòng họ Toyoda. Thế tại sao không đặt tên là chiếc xe hơi của mình là Toyoda? Thực ra chiếc xe hơi đầu tiên mà dòng họ Toyoda sản xuất ra thì mang tên là Toyoda số 1. Toyoda sản xuất chiếc xe hơi đầu tiên vào năm bao nhiêu? Vào năm 1937. 1937 các cô chú anh chị nhé. Vâng. Vâng, 1937 người ta đã sản xuất ra chiếc xe hơi đầu tiên. Vậy làm sao mà sản xuất được xe hơi đầu tiên? Bây giờ chúng ta nói, bây giờ sức mạnh của tập đoàn Vincom mạnh như thế, đổ hết công nghệ, thu hút tất cả nhân tài, rồi là hỗ trợ từ kỹ thuật của nước ngoài, thì chúng ta đang cố gắng để sản xuất chiếc xe hơi như là 1937 lúc bây giờ mà Toyota đã sản xuất được một chiếc hơi. Họ làm thế nào mà họ làm được một chiếc xe hơi? Và Toyota xuất thân từ một gia đình rất là nghèo tại miền Trung Nhật Bản, là cái vùng thành phố trước mặt chúng ta. Nhà rất là nghèo, bố thì làm thợ mộc, mẹ thì làm thợ dệt, bà mẹ thì làm ngày làm rất vả, làm ngày làm đêm trên một chiếc máy dệt bằng gỗ thủ công, làm rất vất vả và thu nhập rất thấp. Thì anh chàng Toyoda thì mới muốn là giúp đỡ bà mẹ làm sao mà có thể là cải tiến được chiếc máy dệt đó tốt hơn. Nhưng mà hồi đấy anh chàng không có một cái trình độ kỹ thuật nào để mà làm được cả. Và đúng lúc anh chàng sinh ra vào thời kỳ đấy là thời kỳ Minh Trị Duy Tân, là ánh sáng của công cuộc khai quốc của Minh Trị là tỏa khắp mọi nơi rồi. Thế Minh Trị thì làm sao mà có thể thành công từ một nước phong kiến mà trở thành một nước hiện đại được? Thì đây cháu sẽ kể cho các cô nghe trước một câu chuyện khác. Tại sao Nhật Bản lại đi tay lại nghịch? Tại sao Nhật Bản lại đi tay lại nghịch ạ? Đi tay lại nghịch chỉ có những nước thuộc khối Liên Hợp Anh thôi. Ví dụ là nước Hồng Kông, không phải gọi là Hồng Kông, rồi là Ấn Độ, Úc, những cái quốc gia thuộc khối Singapore, là những quốc gia thuộc khối Liên Anh, người ta mà đi là tay lại nghịch thôi. Nhưng mà Nhật Bản đi tay lại nghịch. Bởi vì ông Minh Trị khi ông lên ngôi thì những cái samurai cấp tiền phó tá ông á đã tỏa đi khắp thế giới, tức là những cái người tài Nhật Bản đi khắp thế giới để học hỏi. Đồng thời Nhật Bản lúc bây giờ là thuê việc học của họ thuê những cái giáo sư hàng đầu trên những lĩnh vực khác nhau, tức là tìm thầy giỏi về để dạy cho cái người trong nước, và tìm cho giỏi trong nước á đi học hỏi khắp thế giới. Đấy là cách ông Minh Trị đầu tiên ông đi làm. Và những cái người tài giỏi đó đi khắp thế giới đi học á, thì họ không bắt chước một mô hình của một quốc gia nào cả, cứ cái gì tân tiến nào hiện đại mà trong cái mắt người Nhật nhận thức bây giờ á, thì người ta học hỏi mà đem về bắt chước y hệt cho bằng được. Đó, cái bộ sách giáo khoa của người Nhật đầu tiên á là bắt chước từ người Đức. Tại vì người Nhật coi người Đức là cái quốc gia rất văn minh và giáo khoa của họ rất phát triển. Đó là rất nhiều cái quốc gia cường quốc châu Âu bây giờ như chỉ bắt chước cái bộ sách giáo khoa của người Đức thôi. Đó. Còn về hải quân thì học từ người Anh, lục quân thì học người Pháp, về bộ luật đầu tiên thì cũng học từ người Pháp, về ngân hàng tài chính thì học từ Thụy Sĩ, kinh doanh nghệ thuật marketing thì học từ người Mỹ. Đó, từ khía cạnh như thế người ta học hỏi. Và lúc bây giờ thì ông Minh Trị ông mới thấy rằng là để phát triển kinh tế thì việc xây dựng giao thông là vấn đề cấp bách. Tại vì giao thông kết nối các vùng miền, kết nối văn hóa, kết nối con người, từ đó là hàng hóa thông thương. Thành ra là ông cho xây dựng các tuyến đường. Và lúc bây giờ những cái cố vấn kỹ thuật của người Anh, người Đức và người Pháp, ba cố vấn đó vào để mà vẽ cho ông những cái bản thiết kế về cái lối giao thông của người Nhật trong tương lai. Cuối cùng ông mới chỉ chọn lối giao thông của người Anh. Bởi vì vào thời điểm bây giờ thì các bác biết rằng là mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh, tức là đất đai lãnh thổ của Anh là trải dài khắp thế giới, và lối giao thông của người Anh được coi như là ưu tú nhất bây giờ, bởi người ta coi đi tay lại nghịch bên này là cái tỷ lệ gọi là va chạm giao thông rất hiếm. Đó,
do cái cách lối học hỏi của người Nhật như thế. Tức là những cái quốc gia nào người ta nhận thức là tân tiến và hiện đại nhất bây giờ, trong cái khía cạnh đó thì người ta bắt chước và học. Vì vậy người ta đã học bắt chước theo người Anh để làm đường giao thông, mặc dù quan hệ của Nhật với Anh đều là không có gì sâu sắc cả. Đó. Thế người Nhật học bằng cách nào? Người Nhật học bằng cách là bắt chước về y hệt. Sau đó ở Nhật á có một cái cụm từ gọi là kaizen, có nghĩa là cải tiến. Tức là bắt chước về làm cho bằng được, sau đó là cải tiến để cho nó phù hợp với người Nhật, và cải tiến để cho nó tốt hơn so với cái người ta đi học về. Đó là lý do tại sao các cô chú anh chị mình thi thoảng thấy những cái tòa nhà của người châu Âu ở trên đất Nhật. Ví dụ khi chúng ta vào Osaka đó, chúng ta thấy một số cái nhà theo trường phái La Mã cổ đại đấy, đặt tại cái tòa Osaka. Đó là tòa nhà ngân hàng trung ương đặt tại Osaka, bắt chước nguyên hình từ một mẫu từ một tòa nhà của Hà Lan. Bởi người Nhật đã qua Hà Lan và thấy cái kiến trúc của người Hà Lan rất là tốt cho việc xây dựng những cái tòa nhà công sở. Và những cái thuật ngữ như là bằng sáng chế, bằng phát minh và triển lãm bắt đầu du nhập vào Nhật Bản, và các hãng nước ngoài bắt đầu đưa những chiếc máy dệt vào triển lãm. Và anh chàng Toyota đi khắp mọi nơi ngó nghiêng rồi là tìm hiểu, và cuối cùng về nhà anh ta cải thiện ra chiếc máy dệt cổ của bà mẹ đó, trở thành một chiếc máy dệt bán tự động đầu tiên. Và với một cái tư tưởng là không ngừng cải tiến như vậy thì dần dần nó trở thành chiếc máy dệt bán tự động đầu tiên, và anh ta thậm chí lấy được cái bằng sáng chế chiếc máy dệt đó. Đó, như vậy đầu thập niên 30 người ta đã có một tư duy về bằng sáng chế rồi. Đó, và lấy được sở hữu cái bằng sáng chế đó. Và nhanh chóng phát triển thành một cái hàng dệt. Cùng vào thời kỳ đó thì Nhật Bản trở thành một đế quốc hùng mạnh, và đất đai lãnh thổ của Nhật Bản mở rộng ra đến tận mạn châu Quốc. Và những chiếc máy dệt đó có dịp mà qua đến tận mạn châu Quốc, tức là thị trường nó rất là lớn, và thậm chí nó còn xuất khẩu sang cả nước Mỹ nữa. Đó, với một thiên tài bẩm sinh về kinh doanh thì dòng họ Toyota trở nên giàu có nổi tiếng của chiếc máy dệt, và thành lập luôn một hãng dệt riêng luôn cho nước mình, đặt tên là Toyota. Khi đó Toyota cha cũng đã già, và lại có một Toyota con là Toyota Ichiro. Cha lại tên là Toyoda Kiichi, con là Toyoda Ichiro. Hai cha con dắt tay nhau qua Mỹ để thương thảo về bản hợp đồng lớn bán những chiếc máy dệt. Và khi mà đi trên đường á thì thấy đứa con mà rất là hào hứng với những chiếc ô tô của Mỹ á, thì cha mới bảo con là rằng là tương lai của ngành công nghiệp của nước Nhật chính là những cái cỗ máy chạy trên đường đó, chứ không phải là những chiếc máy dệt mà cha con mình đang bàn thảo với đối tác người Mỹ. Đó. Thì mới truyền ý tưởng cho cậu con trai. Đó. Thì cậu con trai lập tức là quay về lên kế hoạch là du học Nhật Bản, du học Mỹ. Đó. Thì lúc đó người cha quyết định là bán cái bằng sáng chế chiếc máy dệt. Đấy, tức là tài sản cả của đời người chỉ là chiếc máy dệt đấy thôi. Và đem bán đi lấy 100.000 bảng cho một hàng máy dệt của anh, lấy 100.000 bảng để cho người con lấy tiền đó để mà qua Mỹ ăn học. Đó. Và tất cả mọi người lúc bây giờ đều chửi người cha này là điên, bởi vì làm một chiếc ô tô bây giờ là quá là vô vọng rồi, không có một cái nền công nghiệp phụ trợ để mà sản xuất làm chiếc xe hơi. Rất nhiều, nó phải là hàng nghìn cái công ty sản xuất linh kiện phụ tùng, rồi sơn, rồi là mạ, rồi là kính, rồi là chưa nói đến cái chi tiết động cơ hay là những chi tiết khác đó. Nhưng mà Toyota nói một câu nổi tiếng là tôi điên, và thế giới phải thuộc về những người điên như vậy, bởi nếu không có những người điên dám suy nghĩ và dám hành động thì thế giới đã không thay đổi. Đó, ông vẫn quyết tâm và đưa cậu con trai thì đi qua Nhật, sau đó là đi qua Mỹ du học. Thì học xong, trên đường trở về Nhật Bản, cậu mang theo và mua cho mình một chiếc xe Chevrolet. Đó, mang về chiếc xe Chevrolet. Khi xe về đến cảng, đưa vào phòng kỹ thuật thì cậu và những cái kỹ sư xuất sắc nhất của bên cái xưởng dệt mổ xẻ nào chiếc xe hơi đầu ra. Và đầu tiên á là một chiếc xe hơi bằng gỗ. Đó. Và sau đó dần dần là làm những cái chi tiết là cái khung xe, cái vỏ xe á, làm được đạt. Đó, thì năm đầu tiên là tập trung làm vỏ với khung thôi. Đấy, là người ta đã hoàn thiện một chiếc khung xe trên cái nền tảng ốp gỗ đó đầu tiên. Sau đó thì bắt đầu là mổ xẻ ra những cái chi tiết khác, động cơ khác. Thì sau 5 năm liên tục thì tạo ra được chiếc xe hơi đầu tiên. Và cái chiếc xe hơi đầu tiên á là phiên bản bắt chước giống hết như là chiếc xe Chevrolet luôn. Và đặt tên nó là Toyota số 1.
xe hơi Toyota số 1. Vâng. Nhưng mà chiếc xe hơi này không thể mà đem bán ngoài thị trường, bởi vì bắt trước mà là vi phạm bản quyền ngay. Đó. Thế là và bây giờ mà đem bán chiếc xe hơi ngoài thị trường xe không bán được, bởi vì lúc đấy xe Mỹ là nó chạy đầy đường thôi, là có hàng Ford là sản xuất ra từ năm 1921 rồi, mà năm 1937 bắt đầu sản xuất ra chiếc xe hơi đầu tiên. Đấy. Thế là tôi là liền chuyển sang một phân khúc khác sản xuất. Ông liền tập trung vào phân khúc đó. Cái đầu xe hơi rất là sang trọng, nhưng mà cái đuôi thì là đuôi xe bán tải. Đó là không phải nguyên mà là nguyên. Đó. Toyota là nhìn theo một hướng khác. Đó là người có hai lý do chính để mà thay đổi á. Thứ nhất là những chiếc xe này một bản sang Mỹ á thì phải làm thương hiệu. Mà thương hiệu người Mỹ á đọc Toyota nó đau cả lưỡi đấy. Còn nếu mà đọc Toyota á, đấy, mình ngay cả một người Việt Nam mình thấy thôi, Toyota nói là mình phải đá cái lưỡi ra, còn Toyota á cần tuột cái miệng ra. Người Âu Mỹ cũng thế, chữ đa rất khó, đọc Toyota thuận miệng hơn. Đó là một. Đấy. Cái thứ lý do thứ hai là về mặt tâm linh, về mặt phong thủy người Nhật á, chữ đa là viết bằng 8 nét. Đấy. À không, chữ đầu chữ đa là 10 nét. 10 là tròn trịnh, không có sự cho sự phát triển được. Còn chữ ta á là 8, chữ đa là 8 nét. Chữ ta là 8 nét ạ. À. 8 nét, 8 là phát triển, phát đạt thịnh vượng. Đó, thành ra là đổi tên chiếc Toyota thành Toyota. Đấy, và như chúng ta thấy bây giờ là thị trường xe hơi tại Mỹ là thị trường của xe của Toyota. Vâng, đấy là một câu chuyện phải nói rất hay. Là phải làm một cái khác, cái việc khác. Đó là sản xuất một dòng xe hạng sang và bán được tại Mỹ. Dòng xe hạng sang là tiêu chuẩn Nhật nhưng bán được tại Mỹ. Lexus đấy, có nghĩa là Luxury US. Luxury là sang trọng, US là America, thập Trung Quốc đấy, là nước Mỹ đấy, là có nghĩa là dòng xe hạng sang của nước Mỹ. Lexus có nghĩa là